Sau đây là bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi. Đây là một ngày đáng nhớ trong lịch sử với bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một quyết định chính thức đã được cộng đồng quốc tế nhất trí để vinh danh bộ môn yoga của Ấn Độ. Yoga là một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính. Nó thể hiện sự thống nhất giữa thân và tâm, giữa ý nghĩ và hành động, giữa chế ngự và viên mãn, thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, và thể hiện một cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc. Yoga không phải là để tập luyện thể thao, mà là để khám phá ra tri giác về tính nhất thể của bản thân chúng ta với thế giới và thiên nhiên. Bằng cách thay đổi lối sống của chúng ta và tạo dựng tâm thức, yoga có thể giúp ta ứng phó với tình trạng thay đổi khí hậu. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau hướng tới Ngày Quốc tế Yoga. Tôi rất vui mừng rằng, dựa trên đề xuất của Ấn Độ, ngày 21 tháng 6 đã được tuyên bố là Ngày Quốc tế về Yoga. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2014, Ngài Thủ tướng Ấn Độ, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng thế giới thông qua Ngày Quốc tế Yoga. Chỉ trong vòng có 75 ngày, 177 quốc gia đã đồng ý thông qua quyết định này với một văn bản nhất trí ghi nhận sự đồng thuận của các nước. Yoga không chỉ là một bộ môn thể dục. Nó giúp con người không rơi vào những tình huống căng thẳng. Yoga cũng giúp cho tâm hồn con người được thư thái. Hãy vận dụng yoga trong cuộc sống hàng ngày của bạn để giữ gìn sự yên bình trong tâm trí và cả nền hòa bình của thế giới. Yoga là một di sản văn hóa của Ấn Độ. Yoga đã phát triển và được lan truyền đến mọi nơi trên thế giới bởi những bậc thầy về yoga của Ấn Độ từ thời xa xưa cho đến nay, nhằm giúp con người nâng cao sức mạnh thể chất, tinh thần và năng lực tự nhận thức. Ngày nay, yoga là một bộ môn phổ biến trên toàn cầu. Rất nhiều các chuyên gia về yoga đã góp phần rất lớn vào việc phát triển và quảng bá bộ môn này. Mỗi người đều có niềm tin chắc chắn rằng việc luyện tập yoga sẽ giúp phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe. Từ tận đáy lòng, tôi cầu chúc một ngày quốc tế yoga thật thành công cho tất cả mọi người. Yoga thực chất là sự rèn luyện tâm linh trên nền tảng khoa học cực kỳ tinh tế. Nó là khoa học và nghệ thuật sống khỏe mạnh. Cái tên yoga xuất phát từ Kanyu, tiếng Phạn, Sanskrit, có nghĩa là liên kết, kết hợp hay hợp nhất. Theo kinh sách yoga, thực hành yoga sẽ dẫn đến sự hợp nhất của tâm thức cá nhân với tâm thức vũ trụ. Thiết lập sự cân bằng giữa tâm trí và thân thể, con người và tự nhiên. Khoa học yoga ra đời từ hàng ngàn năm trước đây, sớm hơn rất nhiều so với thời điểm các tôn giáo hay hệ thống tín ngưỡng đầu tiên xuất hiện. Theo cuốn Cẩm nang Yoga, thần Shiva được coi là hành giả yoga đầu tiên, Yogi hay Adiyogi. Vài ngàn năm trước, bên bờ hồ Kantisarova ở Himalaya, thần đã tuôn trào kiến thức sâu sắc của mình lên bảy vị hiền giả, hay còn gọi là Saptarishi huyền thoại. Mặc dù yoga đã được thực hành ngay cả trước thời Vệ Đà, nhưng đại hiền giả Maharishi Patanjali
mới là người đã hệ thống hóa và quy chuẩn hóa các lối thực hành yoga khi đó và ghi lại trong cuốn sách có tên là Kinh Thư Yoga, Yoga Sutras. Sau này, nhiều hiền giả và bậc thầy yoga có đóng góp rất lớn trong việc bảo tồn và phát triển lĩnh vực này. Có rất nhiều trường phái yoga như Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Kama Yoga, Patanjala Yoga, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Dhyana Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga, Jain Yoga, Bodhya Yoga. Mỗi trường phái lại có cách tiếp cận và lối thực hành của riêng mình nhằm đạt được mục tiêu và mục đích rốt ráo của yoga. Các lối thực hành yoga được áp dụng rộng rãi là Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Bandhas và Mudras, Sakarma, Yuktahara, Mantra Japa, Yukta Kama. Người tập yoga nên làm theo những nguyên tắc chỉ dẫn dưới đây khi luyện tập yoga. Nên tiến hành tập luyện yoga ở nơi yên tĩnh với tinh thần và cơ thể thư thái. Nên tập yoga khi chưa ăn gì hoặc sau khi ăn chút xíu. Uống một chút mật ong pha với nước ấm nếu bạn cảm thấy mệt. Nên mặc quần áo nhẹ, thoải mái để giúp cơ thể chuyển động được dễ dàng. Trong trường hợp bị bệnh mãn tính, bị đau hoặc có vấn đề về tim mạch, nên tham khảo bác sĩ hoặc nhà trị liệu yoga trước khi luyện tập. Nên bắt đầu buổi tập bằng một lời cầu nguyện hay một câu thần chú bởi nó tạo môi trường thuận lợi cho đầu óc thư giãn. Nên tập yoga một cách chậm rãi, thư thái, luôn ý thức về cơ thể và nhịp thở. Không nín thở, nếu như không có yêu cầu đặc biệt để làm như vậy trong suốt buổi tập. Không căng cứng cơ thể hay giật mạnh cơ thể bất cứ lúc nào trong khi tập. Luyện tập theo khả năng của bạn. Nên kết thúc buổi tập yoga bằng thiền định, tĩnh lặng sâu, câu thần chú Santipatha. Nên ăn hoặc tắm sau khi tập từ 20 đến 30 phút. Xin chào mừng các bạn đến với thế giới của yoga. Thế giới của sự thông tuệ mang đến cuộc sống viên mãn và tràn đầy. Cầu cho bạn dịch chuyển trong thuận hòa, nói trong hòa hợp. Cầu cho bạn dịch chuyển trong thuận hòa, nói trong hòa hợp. Hãy để cho tâm trí bạn bình thản như lúc ban đầu. Hãy để Thánh Linh hiển lộ trong nỗ lực thiêng liêng của bạn.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của yoga. Hãy bắt đầu bằng bài tập thả lỏng Chalana Kriya giúp tăng cường tuần hoàn máu. Bài tập tiếp theo, gập cổ và ngửa cổ. Đứng dạng chân thoải mái, giữ hai tay thẳng sát người. Chống hai tay lên hông. Khi thở ra, chậm rãi cúi đầu về phía trước. Khi hít vào, ngửa đầu ra sau thật thoải mái. Bài tập tiếp theo, gập cổ sang trái và sang phải. Khi thở ra, chậm rãi nghiêng đầu sang phải, tai sát xuống vai mà không nâng vai lên. Khi hít vào, thẳng đầu lại như cũ. Tương tự, khi thở ra, nghiêng đầu sang trái, hít vào và thẳng đầu lại. Bài tập tiếp theo, quay cổ sang phải và trái, giữ đầu thẳng. Khi thở ra, nhẹ nhàng quay đầu sang phải, sao cho cằm thẳng hàng với vai. Khi hít vào, quay đầu thẳng lại. Tương tự, khi thở ra, quay đầu sang trái, hít vào và quay đầu thẳng lại. Bài tập tiếp theo, xoay tròn cổ. Thở ra, cúi đầu về phía trước. Hít vào, chậm rãi xoay đầu vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, thở ra khi cúi xuống. Là một vòng xoay hoàn chỉnh. Sau đó xoay đầu ngược chiều kim đồng hồ, hít vào, ngửa ra, thở ra, cúi xuống. Cảm nhận căng cơ ở quanh cổ và thư giãn các khớp cơ cổ. Những người bị đau cổ có thể tập nhẹ nhàng. Bài tập tiếp theo, xoay người, đứng dạng hai chân, nâng hai tay ngang vai, lòng bàn tay giữ song song hướng vào nhau. Khi thở ra, xoay người về phía bên trái, sao cho lòng bàn tay phải chạm vào vai trái. Quay lại thì hít vào. Khi thở ra, xoay người về phía bên phải, sao cho lòng bàn tay trái chạm vào vai phải. Quay lại thì hít vào. Đây là một vòng, lặp lại hai lần nữa. Không tập động tác này khi bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm, cột sống, sau khi phẫu thuật ở bụng và trong kỳ kinh nguyệt. Thư giãn ở tư thế ban đầu, làm chậm rãi theo nhịp thở. Bài tập tiếp theo, động tác gối. Hít vào, nâng tay lên bằng vai, lòng bàn tay hướng xuống đất. Thở ra, cong đầu gối và hạ người xuống ở tư thế ngồi xổm. Ở vị trí cuối cùng, cả hai tay và đùi nên song song với mặt đất. Hít vào và đứng thẳng người lên. Thở ra khi hạ hai tay xuống. Lặp lại động tác này hai lần nữa. Giữ chắc khớp gối và hông. Tránh thế này trong trường hợp bị viêm khớp mãn tính. Giờ chúng ta chuyển sang bài Yogasana. Bài tập tiếp theo. Tadasana, tư thế cây cọ. Tada có nghĩa là cây cọ. Đứng dạng hai chân cách nhau khoảng 5 cm, đưa các ngón tay vào nhau, xoay cổ tay ra phía ngoài, hít vào, nâng cánh tay lên rồi hạ xuống ngang vai, kiễng chân trên sàn và đứng thăng bằng trên các ngón chân. Giữ tư thế này trong 10 đến 15 giây. Helps to clear up congestion of the spinal nerves, corrects faulty posture. Exhale, bring the heels down, đặt gót chân xuống, release the interlock of the fingers, hạ cánh tay xuống song song với thân mình, trở về tư thế đứng. Back to a standing posture. Bài tập tiếp theo, Vrikshasana, tư thế cái cây. Vriksha có nghĩa là cây. Đứng dạng hai chân cách nhau khoảng 5 cm. Tập trung vào một điểm trước mặt. Thở ra, gập chân phải,
Đặt bàn chân lên mặt trong của đùi trái. Gót chân phải chạm vào đáy chậu. Hít vào, giang tay lên và áp hai lòng bàn tay vào nhau. Giữ nguyên tư thế này trong 10 đến 30 giây, rồi thở bình thường. This improves neuromuscular coordination, endurance, and alertness. Avoid this practice in case of arthritis and obesity. Thở ra, hạ cánh tay và chân phải xuống. And repeat the asana. Thư giãn, lặp lại asana này bằng cách uốn chân trái. Inhale. Extend the arms up and join the palms. Relax. Bài tập tiếp theo. Padahastasana. Tư thế chân đến tay. Pada có nghĩa là chân. Hasta có nghĩa là tay. Đứng thẳng, hai chân cách nhau 5 cm. Hít vào chậm rãi, giơ hai tay lên. Vươn người lên từ chỗ thắt lưng. Thở ra, cúi về phía trước cho đến khi thân người song song với mặt đất. Thở ra và uốn cong về phía trước cho đến khi toàn bộ lòng bàn tay đặt trên mặt đất. Duy trì tư thế cuối cùng này 10 đến 30 giây. Những người lưng cứng thì phải lựa theo khả năng của mình để uốn. Hít vào, từ từ vươn lên cho đến khi người ở tư thế thẳng đứng, giơ hai tay quá đầu, thở ra và từ từ trở lại tư thế ban đầu theo trật tự ngược lại. Bài tập tiếp theo. Ardha Karasana, tư thế nửa bánh xe. Ardha có nghĩa là một nửa. Giữ vững phần thắt lưng, thở ra, ngả đầu về phía sau, kéo căng phần cổ và vươn dài cổ ra sau, về gần phía thắt lưng, duy trì nhịp thở đều. Giữ nguyên tư thế này từ 10 đến 30 giây. Tư thế Ardha Chakra giúp một phần cột sống trở nên linh hoạt hơn và tăng cường các dây thần kinh cột sống. Tư thế này cũng đẩy mạnh khả năng hít thở. Hít vào, từ từ ngồi thẳng dậy, thả lỏng toàn thân. Bệnh nhân cao huyết áp cần cẩn thận khi tập động tác này. Bài tập tiếp theo. Trikonasana, tư thế tam giác. Trikona có nghĩa là tam giác. Đứng dạng chân một cách thoải mái. Từ từ giơ cả hai cánh tay sang hai bên cho đến khi hai cánh tay nằm ngang. Thở ra. Từ từ uốn cong người về bên phải, bên cạnh và đặt tay phải ngay đằng sau bàn chân phải. Cánh tay trái đưa thẳng lên, làm thành đường thẳng với cánh tay phải. Xoay lòng bàn tay trái về phía trước, quay đầu và nhìn tập trung vào đầu ngón tay giữa bàn tay trái. Giữ nguyên tư thế này 10 đến 30 giây, thở bình thường. Vừa hít vào, từ từ, vừa thở ra. Lặp lại cho phần bên trái. Tránh tập tư thế này trong trường hợp bị lệch đĩa đệm, đau thần kinh tọa hay sau phẫu thuật bụng. Không tập quá sức và làm quá nhiều động tác duỗi sang bên. Bài tập tiếp theo. Động tác Bhadrasana. Chúng ta sẽ làm quen với các tư thế ngồi. Bhadra có nghĩa là vững vàng. Ngồi thẳng, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Hai tay duỗi thẳng, đặt hai bên hông. Tư thế này gọi là Dandasana. Khoanh chân lại, hai lòng bàn chân áp sát nhau. Thở ra, hai bàn tay ôm lấy các ngón chân, kéo gót chân sát lại với thân người, sát vào vùng đáy chậu. Đây là tư thế cuối cùng. Giữ nguyên tư thế này. Động tác Bhadrasana giữ cho cơ thể vững vàng, ổn định tâm trí.
duỗi thẳng hai chân và chuyển qua động tác Asana Visram. Bệnh nhân viêm khớp nặng và đau thần kinh tọa không tập động tác này. Bài tập tiếp theo, động tác Adho Ustrasana. Ustra có nghĩa là con lạc đà. Bắt đầu với tư thế Dandasana. Gập hai chân, ngồi trên gót chân. Giữ hai bên đùi chạm nhau, hai ngón chân cái chạm nhau. Đây là tư thế Vajrasana. Bắt đầu tư thế Ad Ustrana. Hít vào, vươn thẳng người ngồi dậy, ngồi trên hai đầu gối. Thở ra, hai tay chống hông, các ngón tay hướng xuống. Giữ khuỷu tay và vai song song với nhau. Ngả đầu ra đằng sau, kéo căng phần cổ. Hít vào, uốn cong người ra phía sau hết mức có thể. Thở ra, thư giãn. Đây là tư thế cuối cùng. Hít vào, ngồi thẳng dậy. Thở ra, buông thả hai tay. Trở về tư thế Vajrasana. Bệnh nhân chấn thương vùng bụng, chóng mặt, phụ nữ có thai không tập động tác này. Bài tập tiếp theo, Shashankasana, tư thế thỏ rừng. Shashanka có nghĩa là thỏ rừng. Dang rộng hai đầu gối cách xa nhau. Giữ cho hai ngón chân cái chạm nhau. Hai lòng bàn tay kẹt giữa hai đầu gối. Thở ra và từ từ kéo căng hai tay hết cỡ. Cúi người về phía trước và đặt cằm trên mặt đất. Giữ hai tay song song. Nhìn về phía trước và giữ nguyên tư thế. Tư thế này giúp giảm bớt căng thẳng và tức giận. Hít vào và trở về bình thường. Thở ra và trở lại tư thế Vajrasana. Duỗi chân về lại tư thế Vishramasana. Bệnh nhân bị viêm khớp cần thận trọng khi tập tư thế này. Bài tập tiếp theo, Vakrasa, tư thế vặn xương sống. Vakra có nghĩa là vặn người. Gập chân phải và đặt bàn chân phải bên cạnh đầu gối bên trái. Vòng tay trái qua đầu gối bên phải và đặt lòng bàn tay trái cạnh bàn chân phải. Thở ra, vặn người và xoay cổ về bên phải. Giữ nguyên tư thế một cách thoải mái. Quay đầu về phía trước. Rút cánh tay phải về và thở ra. Duỗi thẳng chân. Giờ thì trở lại bình thường và thư giãn trong tư thế Vishramasana. Tư thế này giúp tăng độ dẻo dai cho cột sống, giúp khắc phục chứng táo bón, khó tiêu, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Lặp lại tương tự đối với phần thân bên kia. Quay đầu về phía trước, rút cánh tay phải về và thở ra, duỗi thẳng chân. Giờ thì trở lại bình thường và thư giãn trong tư thế Vishramasana. Bài tập tiếp theo, Bhujangasana, tư thế rắn hổ mang. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng cho các tư thế nằm sấp. Bhujangasana có nghĩa là con rắn hay rắn hổ mang. Nằm sấp, tựa đầu lên hai tay và thả lỏng người. Giờ thì hãy khép chân lại và duỗi tay. Trán chạm xuống sàn. Đưa tay về phía thân, từ từ nâng cao khuỷu tay. Hít vào, nâng cằm và ngực lên cao tới vùng rốn. Đây chính là tư thế rắn hổ mang. Tư thế này giúp kiểm soát căng thẳng, loại bỏ đau lưng và các vấn đề về phế quản.
thở ra, áp trán xuống sàn, duỗi tay, dang chân, thu tay về, tựa đầu vào lòng bàn tay và thư giãn. Bài tập tiếp theo, Shalabhasana, tư thế châu chấu. Shalabha có nghĩa là châu chấu. Nằm sấp, giờ thì thu chân về. Cằm chạm xuống sàn, tay để dọc thân, lòng bàn tay ngửa, hít vào, nâng chân cao hết cỡ có thể, nhưng không được gập đầu gối. Duỗi thẳng chân tay để dễ dàng nâng phần thân lên khỏi sàn. Giữ nguyên tư thế này một cách thoải mái. Tư thế này giúp chữa đau thần kinh tọa và đau vùng lưng dưới, làm săn chắc cơ hông. Giờ thì thở ra, hạ chân xuống, thu tay về, tựa đầu vào lòng bàn tay và thư giãn. Những bệnh nhân mắc các bệnh về tim không tập tư thế này. Bài tập tiếp theo, Makrasana, tư thế cá sấu. Makra có nghĩa là cá sấu. Nằm sấp, chân dang rộng, bàn chân hướng ra ngoài. Gập hai tay và đặt tay phải lên tay trái. Để trán lên tay. Đây chính là tư thế Makrasana, tư thế cá sấu. Tư thế này dành để thư giãn ở tất cả tư thế nằm sấp. Tư thế này giúp thúc đẩy thư giãn vùng lưng dưới. Bài tập tiếp theo, Setu Bandhasana, tư thế cây cầu. Bây giờ chúng ta chuyển sang các tư thế nằm ngửa. Setu Bandha có nghĩa là hình thành cây cầu. Thu chân về, tay để dọc thân, gập đầu gối và đưa gót chân vào gần mông. Nắm chắc mắt cá chân. Hít vào, từ từ nâng mông lên. Và ưỡn phần thân mình hết cỡ để tạo thành hình chiếc cầu. Giữ nguyên tư thế này một cách thoải mái. Đây là tư thế cuối cùng. Tư thế này giúp giảm trầm cảm và lo âu, tăng cường các cơ lưng dưới. Giờ thì thở ra, từ từ trở lại tư thế ban đầu, nằm ngửa. Xin lưu ý, phụ nữ mang thai 3 tháng cuối không nên tập tư thế này. Bài tập tiếp theo, Pavanamuktasana, tư thế thoát hơi. Gập đầu gối và đưa đùi chạm ngực, đan các ngón tay vào nhau và nắm chặt xương ống chân dưới đầu gối. Nâng đầu và vai lên cho đến khi cằm chạm đầu gối. Đây là tư thế Pavanamuktasana. Tư thế này giúp loại bỏ tình trạng táo bón, giảm chứng đầy hơi, giúp cơ lưng và thần kinh cột sống khỏe mạnh hơn. Hạ đầu xuống và thở ra. Duỗi chân và thư giãn. Tránh tập tư thế này trong trường hợp bị tổn thương vùng bụng, thoát vị, đau thần kinh tọa hoặc đau lưng nhức nhối và trong thời kỳ mang thai. Bài tập tiếp theo, Shavasana, tư thế xác chết. Shava có nghĩa là xác chết. Tư thế này có nghĩa là hoàn toàn thư giãn. Nằm ngửa, tay chân dang thoải mái. Lòng bàn tay ngửa, mắt nhắm. Thả lỏng toàn thân một cách có ý thức. Có ý thức về hơi thở tự nhiên, hít thở nhịp nhàng, từ từ. Giữ ở tư thế này đến khi cảm thấy sảng khoái và thư giãn. Tư thế giúp cơ thể và trí óc nghỉ ngơi. Tư thế này có tác dụng rất tốt trong việc kiểm soát tình trạng căng thẳng và các hậu quả đi kèm.
Bài tập tiếp theo, tư thế thiền Kapalabhati. Tư thế này giúp kích thích các cơ quan hô hấp ở xoang trán. Ngồi ở tư thế thiền, nhắm mắt và thả lỏng toàn thân. Hít sâu qua cả hai lỗ mũi, mở rộng vùng ngực. Thở mạnh nhờ sự co bóp rất mạnh của các cơ bụng, thư giãn. Tiếp tục thở ra chủ động, mạnh và hít vào thụ động. Sau đó, hít vào thật sâu và thở ra từ từ và thư giãn. Đó là một lượt của tư thế Kapalabhati. Sau mỗi lượt nên hít thở sâu, lặp lại thêm hai lượt. Kapalabhati thanh lọc xoang trán, giúp chữa trị các chứng ho. Tư thế này giúp ích trong việc trị cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang, hen suyễn và viêm phế quản. Tránh tập tư thế này trong trường hợp bị bệnh tim mạch, chóng mặt, huyết áp cao, chảy máu cam mãn tính, động kinh, đau nửa đầu, đột quỵ, thoát vị và loét dạ dày. Tư thế Pranayama, Nadi Sohana hay Anuloma Viloma Pranayama, hít thở luân phiên qua mũi. Ngồi ở tư thế thiền bất kỳ, giữ lưng và đầu thẳng, mắt nhắm, thả lỏng cơ thể với vài nhịp hít thở sâu. Đặt lòng bàn tay trái trên đầu gối chân trái ở tư thế Dhyana Mudra. Tay phải nên đặt ở tư thế Nasagra Mudra. Đặt ngón trỏ tay phải lên cánh mũi phải. Hít vào bằng lỗ mũi trái, rồi bịt cánh mũi trái và thở ra qua mũi phải. Tiếp theo, hít vào qua lỗ mũi phải, bịt mũi phải lại. Mở cánh mũi trái và thở ra. Hoàn thành chu kỳ này là được một vòng của phương pháp hít thở Nadi Sodhana hay Anuloma Viloma Pranayama. Lặp lại 5 lần. Đối với người mới tập, quãng thời gian cho việc hít vào và thở ra nên bằng nhau. Dần dần làm theo tỷ lệ 1-2, hít vào, thở ra. Nên hít thở chậm, đều có kiểm soát. Không nên ép hay hạn chế nhịp thở bằng bất cứ cách nào. Mục đích chính của phương pháp Pranayama này là giúp thanh lọc kênh mang lượng chính cho cơ thể. Vì thế nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể, tĩnh tâm và cải thiện sự tập trung, tăng sức sống và giảm mức độ căng thẳng lo âu, cải thiện chứng rối loạn ho. Tư thế Brahmari Pranayama. Brahmari có nghĩa là ong đen. Trong suốt quá trình thực hành bài tập Pranayama này, sẽ tạo ra âm thanh giống tiếng vo ve của loài ong. Hít sâu bằng mũi, thở ra chậm rãi, có kiểm soát, trong khi đó phát ra âm đều đều, sâu như tiếng loài ong đen.
Đây là một lượt của bài tập Brahmari, lặp lại hai lần. This is a great tranquilizer. It's found good in the management of stress-related disorder. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp tư thế Brahmari với tư thế Sanmukhi Mudra. Dùng ngón tay cái để che hai lỗ tai của bạn lại. Dùng ngón tay trỏ che hai mắt của bạn lại. Dùng ngón tay giữa để che lỗ mũi, che miệng với ngón út và ngón áp út. Hít vào bằng mũi, thở ra chậm rãi có kiểm soát. Trong khi đó, phát ra âm đều đều, sâu như tiếng loài ong đen. Thực hành bài tập Brahmari có tác dụng tăng cường sự tập trung và ngồi thiền. Bài tập tiếp theo, Dhyana. Và bây giờ, chúng ta cùng chuẩn bị cho bài tập Dhyana. Dhyana hay thiền là hành động thiền quán không ngừng. Ngồi ở tư thế thiền bất kỳ, giữ cột sống thẳng một cách thoải mái, giữ ở tư thế Jnana Mudra, ấn quyết như sau. Giữ lòng bàn tay ngửa đặt trên đùi, thả lỏng, thư giãn vai và cánh tay, ngồi và nhắm mắt, mặt hơi ngửa, không cần tập trung cao độ. Chỉ cần duy trì sự tập trung vừa phải vào giữa lông mày và cảm nhận hơi thở của mình. Dhyan keeps the mind calm and quiet. It increases concentration, memory, clarity of thought. Thiền giúp tĩnh tâm, tăng cường sự tập trung, trí nhớ, sức mạnh ý chí và mạch lạc suy nghĩ, trẻ hóa toàn bộ cơ thể và đầu óc bằng cách để chúng được nghỉ ngơi thích hợp. Thiền giúp phát triển những cảm xúc tích cực. Thiền định dẫn đến sự tự chi giác. Hãy tiếp tục duy trì trạng thái thiền. Thank you.
Và bây giờ chúng ta cùng tập bài Sankalpa. Tôi cam kết để trở thành một con người sống khỏe mạnh, hài hòa, vui vẻ, yêu đời. Bằng mỗi hành động của mình, tôi sẽ tạo ra môi trường sống hòa bình và tràn đầy yêu thương. Tôi sẽ cố gắng phá vỡ những giới hạn của con người tôi hiện tại và ôm cả thế giới vào mình. Tôi nhận ra mối quan hệ máu thịt giữa cuộc sống của tôi và cuộc sống của những người khác. Tôi nhận ra sự thống nhất của tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta cùng kết thúc bài tập yoga với lời cầu nguyện. Cầu cho tất thảy đều trở nên hạnh phúc. Cầu cho tất thảy đều khỏi ốm đau. Cầu cho tất thảy luôn thấy điều tốt lành. Cầu cho không ai phải khổ đau. Cầu an lạc, an lạc, an lạc. Om Shanti, Shanti. Show.